Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Michael và đây là chương trình Breaking News, chia sẻ cho quý vị những bản tin vắn tắt ngắn gọn, mới, nhanh và cập nhật nhất về những vấn đề, những sự kiện mà chúng ta dành sự quan tâm. Và bây giờ mời quý vị tới với Breaking News của chúng ta. Thưa quý vị, tiếp tục là những cái sự phản đối, bất đồng về những cái căn cứ pháp lý cho những quyết định truy tố Tổng thống Trump đến từ các công tố viên cánh tả. Và lần này là cái vụ đến từ Atlanta. Sau khi chúng ta đã thấy là giáo sư Alan Dershowitz, một trong những giáo sư cánh tả, thì ông ta đã đưa ra những cái phân tích rất là hay để phản đối cái bản cáo trạng. Thì bây giờ tới lượt giáo sư Jonathan Turley. Thì quý vị cứ coi cái chương trình của Trần Michael thì rất là quen thuộc hai người này. Thì giáo sư Jonathan Turley là của bên đảng Dân Chủ luôn. Ông đến từ trường luật của Đại học George Washington ở DC này nè. Thì ông đã đưa ra cái phân tích về việc tại sao Tổng thống Trump bị truy tố ở Atlanta. Và ông nói rằng là cái việc này nó không có thỏa đáng một chút nào cả. Giáo sư Jonathan Turley theo chương trình của theo cái bản tin của Daily Caller cho biết đã chỉ trích các công tố viên trong vụ ở Georgia. Ông nói rằng là các công tố viên đang truy đuổi Tổng thống Trump đã cố tình làm ngơ về hàm ý của các bản cáo trạng ở Georgia. Tổng thống Trump đã bị truy tố cùng với 18 người khác vào ngày 14 tháng 8 tại Fulton County về những việc mà cho rằng là họ có nỗ lực để mà cùng hợp tác với nhau theo một băng đảng, cái RICO đó, để có thể tác động vô cuộc bầu cử năm 2020 tại tiểu bang Georgia. Giáo sư Turley đã chia sẻ với bà Laura Ingraham trên chương trình của Fox News rằng tôi không đồng ý với ông Trump về những cáo buộc mà ông ấy đưa ra về lem nhem bầu cử tràn lan. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc đưa ra những cáo buộc đó là một tội ác. Và chúng ta phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là các chuyên gia và các công tố viên chỉ cố tình làm ngơ trước những hàm ý của vụ án này. Có một số cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới các cá nhân, liên quan tới các tội phạm cụ thể. Nhưng họ đang sử dụng những tuyên bố về lem nhem bầu cử để đi truy tố ông Trump. Và họ trích dẫn những dòng tweet, những cuộc họp, những cuộc điện đàm mà những người trong nhóm của ông Trump đã thực hiện. Họ thậm chí còn nhắc lại cái cuộc gọi ở Georgia vốn đã bị xuyên tạc ban đầu khi mọi người nói rằng ông Trump đã ra lệnh cho các quan chức của tiểu bang Georgia phải đi tìm kiếm đâu cho ra 11.870 phiếu bầu. Trên thực tế, cái cuộc gọi đó giống như là để dàn xếp một cái giải pháp thôi, một cái settlement call mà thôi. Cái settlement thì đương nhiên là mình không phải, cái settlement nó không có mang nghĩa gian lận, mà settlement là mang tới một cái giải pháp dung hòa đó quý vị. Họ đang cố gắng xem coi những cái cuộc gọi đó là cái, giống như một cái cuộc gọi để mang tính chất là hòa giải. Đó là những cái các đảng đó là có cái tính chất đối kháng với nhau. Họ đang cố gắng xem liệu họ có thể giải quyết được những khác biệt của mình hay không. Đó, đó là cái chữ của settle đó. Ông Trump nói, chỉ nói rằng là điều ông ấy muốn là tìm số phiếu bầu mà ông ấy nghĩ, bà mới không nghĩ là đáng kể nếu như họ điều tra thêm. Tôi không đồng ý với điều đó. Nhưng bây giờ điều đó có phải là một tội ác hay không? Bởi vì tôi có thể kể tên khoảng 10 chánh trị gia khác đã đưa ra phần lớn những cái thách thức bầu cử nó cũng rộng như thế. Tức là quý vị nhớ rằng mọi chuyện nó khởi sự từ cái cuộc gọi của Tổng thống Trump với cái tay Brad Raffensperger, Bộ trưởng Nội vụ của Georgia. Cái tay này mới chính là cái kẻ đầu tiêu trong cái vụ truy tố Tổng thống Trump ở Fulton County nha. Fannie Willis chỉ là cái người ngồi cái chức biện lý thôi.
chỉ là người có cái chức biện lý nên mới có quyền truy tố thôi, chứ kẻ đầu tiêu trong chuyện này chính là Ralph Raffensperger. Đưa ra một cái bản, rồi leak ra cho cái đám truyền thông, đưa tin tầm bậy về cái cuộc gọi đó. Nói là ông Trump kêu tôi là phải đi kiếm đâu ra phiếu để mà hơn ông Biden, làm gì có. Cuối cùng thì sao? Chính Washington Post nó phải ra, nó viết bài đánh chánh, nó xin lỗi. Nó nói rằng gì? Không, nội dung không phải vậy. Mà là Tổng Trump nói là tôi á, trong cái số phiếu mà chưa được kiểm đếm, thì á, nếu mà trong cái số đó mà anh làm việc tới nơi tới chốn đó, thì theo cái khác biệt hiện tại đó, tôi rồi có 11.870 phiếu nữa thôi là tôi thắng rồi. Tức là ý giống như nó là trong cái số phiếu đó mình chưa biết bao nhiêu, nhưng mà nếu như mà làm ăn đàng hoàng đó thì tôi là có đủ cái số phiếu để mà tôi thắng ông Biden rồi. Chỉ có vậy thôi mà nó đi nó bóp méo thành là anh phải đi làm sao kiếm cho tôi, đẻ ra cho tôi, chế ra cho tôi 11.870 phiếu để tôi thắng Biden. Cái đó là tầm bậy. Tất cả dường như không để ý gì hết. Chị thấy là, mà thằng Washington Post nó cũng rất là cà chớn. Cái mà cái đoạn ghi âm láo nó đưa lên, nó làm rung beng cho đất hết. Nhưng mà cái đoạn mà nó đánh chánh, nó xin lỗi đó, nó làm im lìm à. Cho nên kể cả khi chúng ta cũng không biết luôn, chúng ta cũng không nhớ nếu không để ý. Chứ nói chi là những người thù ghét Tổng thống Trump thì họ càng không có lý do để họ biết nữa. Tại vì họ không bao giờ muốn biết sự thật cả. Đó. Mặc dù ông giáo sư Turley, ông nói là cái cách đấu tranh của Tổng Trump, ông không đồng ý. Ông không nghĩ rằng là có lem nhem. Nhưng cái ông nói rằng là gì? Cái kiểu nói của ông Trump không có gì sai cả. Không có gì sai cả, mà ông còn bị bóp méo từ ngữ nữa. Và các công tố viên coi như là cố tình làm ngơ. Ha? Willfully blind. Cố tình làm ngơ về cái việc đó. Bây giờ họ chứng minh như thế nào trước tòa đây? Rồi bây giờ quý vị thấy không? Nó chơi là đủ thứ màn hết. Nó vừa không cần biết về cái ngộ ý của người ta là gì. Rồi bây giờ nó cho một cái mấy giáo sư gì khùng điên bà trợn gì đó. Rồi bây giờ cả luật sư luôn nhảy ra nó cho chứ. Ơ ông Trump là bị truy tố là có tội rồi. Trời đất ơi trời, giáo sư mà nói vậy á, luật sư mà nói vậy đó. Ông Trump là có tội rồi, chừng nào mà phải ông chứng minh được ông vô tội á, thì mới không loại ông ra khỏi lá phiếu. Còn bây giờ ông không chứng minh được là phải loại ông ra khỏi lá phiếu. Có bị học luật mà như vậy đó. Cái thử vô trường, bây giờ mặc dù các trường luật là họ là cánh tả, nhưng bây giờ đi vô hỏi coi có một đứa sinh viên luật nào mà nó dám nói như vậy không? Ha, học cho cố vô đi ra, có bằng luật xong bây giờ muốn nói gì nói hả? Điên khùng như vậy đó thưa quý vị. Giáo sư Turley thì ổng thật sự ra, ổng mà binh Tổng Trump đó, ổng không binh bằng ông giáo sư Dershowitz đâu. Nhưng mà cả hai người sao? Cái gì đúng về luật thì họ nói thôi thưa quý vị. Đó là những gì mà Trần Michael cũng được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe và xin được hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.